quyền Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh VinFast Hoàng Chí Trung khẳng định, công ty tích cực giải quyết các lỗi được YouTuber Trần Văn Hoàng nêu và đều được khách hàng đồng ý ký nhận. Tuy nhiên, quyền Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh VinFast khẳng định không hiểu lý do và động cơ gì khiến khách hàng đăng tải video gây hiểu nhầm khiến người dùng hoang mang. Ông Trung cho biết, các video này lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều khách hàng khác không rõ sự tình lo lắng bất an. Hình ảnh của VinFast cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, buộc chúng tôi phải trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ làm rõ sự việc. Đại diện VinFast cũng phản bác những thông tin về Trần Văn Hoàng nêu trong video như 10 lần phải vào xưởng sửa chữa. Ông Trung khẳng định chiếc lắc A2.0 của khách hàng Hoàng có 7 lần vào xưởng, trong đó có 1 lần là để thay dầu lọc dầu ngày 21 tháng 1. Một lần là thay càng A phía trước bên phải vì xe bị tai nạn 29 tháng 1. Đại diện VinFast khẳng định, VinFast luôn kiên quyết không thỏa hiệp với những hành vi sai trái, cố tình gây tổn hại tới thương hiệu và hoang mang cho người dùng. Trong trường hợp này, VinFast chọn cách làm rõ vấn đề thay vì chỉ giải quyết âm thầm với từng cá nhân.